Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh Giới thiệu của JK Audio. Vâng ạ, lâu lắm hôm nay em mới lại làm một cái video về một cái đơn hàng không phải là combo. Vì đợt gần đây em đi combo rất là nhiều nên chú trọng vào làm combo nhiều để các anh em có nhiều tư liệu để khi lựa chọn combo karaoke nhà gia đình thì nó sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn. Hôm nay thì em làm một cái video về cái con quản lý nguồn này, chính hãng của WeWood, model FR232S. Con này là quản lý nguồn số nha các anh em nhé. Đó là quản lý nguồn số. Và ở 8 kênh đằng sau thì nó đều có 8 ổ cắm từ 1 đến 8. Và kênh đằng trước đây luôn auto, luôn auto nhận tín hiệu và có automat. Automat này nó là automat chống giật và chống chập cháy. Đẹp không? Giao diện đẹp không ạ? Giao diện cực kỳ đẹp. Đây cái nút edit này, các cái lựa chọn thì em sẽ chuyển sang tiếng Việt. Đầu tiên là ở đầu tiên em tắt đi. Đó. Khi chúng ta sử dụng cắm nguồn và sẽ khởi động nguồn lên. Và nó sản xuất ngày mùng 5 tháng 7 năm 2019 á. Con này được lập trình từ đấy. Đấy, thì là khi mà bật nguồn lên mà các anh em lưu ý nhá, khi bật nguồn lên mà chúng ta chưa bật cái chế độ auto thì chúng ta phải khởi động tiếp cái nút start này. Bật lần lượt từ 1 đến 8. Thì bật từ 1 đến 8 thì theo lập trình đấy, thì chúng ta cắm kết nối các thiết bị với nhau thì chúng ta sẽ cắm từ 1. Nếu có 4 thiết bị thì cắm từ 1 đến 4, có 5 thiết bị từ 1 đến 5. Có 6 thiết bị từ 1 đến 6, nhưng mà các anh lưu ý cho anh em nhé, cái đẩy công suất là cái âm ly cho anh em luôn luôn phải cắm ở cái thiết bị ở cái kênh cuối từ 1 lên. Đấy, để đảm bảo khi nó bật là bật cuối cùng và khi nó tắt là tắt đầu tiên. Mời các anh em uống nước trà cùng em nhé. Hiện tại nó đang bật hết rồi. Và giao diện của nó thì đây, giờ của nó lệch này, ngày lệch này, ngày lệch, giờ lệch thì chúng ta cần phải chỉnh lại. Thì cái này em sẽ làm thay các anh em. Đầu tiên em phải vào cái giao diện em chỉnh lại cái ngôn ngữ đó. Ta quay cái nút edit thì sẽ chuyển xuống cái bên dưới là đây, chữ chung này. Ta sẽ chuyển sang English đó. Ok, hiện giờ đã sẽ chuyển sang English rồi. Chưa xong đâu, chúng ta phải lưu. Nhưng mà chúng ta phải xem cái cài đặt của chúng ta thế nào. Điện của nó thì em sẽ chỉnh cho các anh em. Cái này sẽ khởi động lên này, bật auto lên và xuống điện cao nhất thì em sẽ để ở cái mức là 230 thôi nhé, 230 thôi. Và cái mức điện thấp nhất thì chúng ta sẽ để ở cái ngưỡng là 170. Cái này là gì ạ? Thì để điện nó quá lên 230 thì ở trên này là auto rồi thì nó sẽ tự động ngắt, và thấp hơn 170 nó cũng sẽ tự động ngắt nhé. Đấy là cái hay ho ở trên con quản lý nguồn số này. Ok, đây là cái phần time này, thời gian. Thì để em xem nào, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày 21. Ngày 21 tháng 8 phải không ạ? Rồi, ok. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Năm nay năm bao nhiêu nhỉ các bác anh em nhỉ? Phải năm 2020 không? Úi dồi, quá đà. Đó, 2020. Ta sẽ chuyển xuống bây giờ là 9 giờ. 9 giờ bao nhiêu phút đây? 9 giờ 3 phút đi, ok. Em sẽ bật on. Rồi. Auto start là bật on là đến lúc các anh em cái nút này các anh em không phải khởi động nữa. Rồi, còn cái nút này quản cái nút này là nút thời gian. Thời gian thì chúng ta để on đi. Cho tự động đi. Ok. Rồi, ok nha. Cái lập trình của nó thì đây, bật tắt từng kênh một thì đối với kênh một thì là bật nó sẽ là 1 giây, giây đầu, 1 giây đầu tiên, và tắt nó sẽ là 15 giây. Có nghĩa là nó tự động từ đây đến đây là chia đều 15 giây, chia đều cho 8.
thì cái khoảng cách của nó sẽ ra cái kết quả của 15 chia cho 8, thì cái khoảng cách của từng kênh một nó sẽ ra. Yes, ok, đã lưu xong. Thì hiện tại cái lập trình tắt bật tắt từng kênh một thì nó đã chuẩn rồi, khớp rồi, chúng ta không cần chỉnh nữa. Đó, hiện tại giờ như thế này là các anh em có thể sử dụng được rồi. Đấy, như thế này là các anh em có thể sử dụng được rồi nha. Và em sẽ em sẽ xếp nó lại, em sẽ lưu chữ nó lại. Em xin chỉ thêm một cái nữa là các anh em muốn tắt nhá. Các anh em giả dụ là các anh em mà giả dụ có 4 thiết bị thì chúng ta muốn tắt tắt bỏ từ 5 đến 8 đi, thì chúng ta có thể vặn thế này và chuyển ấn sang cái nó sang chuyển sang màu đỏ nhá. Đây, như thế này là một từ 1 đến 4 màu xanh là có nguồn, và từ 5 đến 7 là sẽ sang màu đỏ, là sẽ tắt bỏ nguồn. Nhưng muốn lưu lại cái này lại thì các anh em lại phải chuyển ra cái giao diện này. Đấy, các anh em ấn vào cái chữ model này và chuyển sang model 2 và lưu lại, set lại cho em. Đấy, thì hiện tại là quản lý nguồn các anh em là chỉ mở được từ 1 đến 4, có nghĩa là từ 1 đến 4 nó màu xanh thì có nguồn, và thêm một cái nguồn auto ở đây nữa. Còn từ 5 đến 6 đến 8 là không có nguồn nữa, nó sẽ cắt bỏ một nửa. Cắt bỏ một nửa của cái quản lý này đi. Đây là áp dụng cho nhà các anh em có 4 thiết bị nhá. Còn không thì các anh em cứ mở hết ra, thì em sẽ quay lại mở lại cho các anh em. Sẽ quay lại để mở lại cho các anh em nhá. Đây là em đang đó, thì chúng ta lại quay ra như thế này, ok không, chúng ta thoát ra giao diện ngoài xem bắt đầu, thì ta lại lưu lại về cái model 1 cho em. Đấy, như vậy là xong, như vậy là xong thôi. Và đây toàn bộ cái giao diện của con quản lý nguồn WeWork RS232S của chúng em hiện tại đang bán với cái giá là 2.300.000 đồng. Quản lý nguồn thông minh đã hiện tại bật tắt là nó sẽ trình tự bật từ 1 đến 8 và tắt từ 1 đến 8, và từ 1 đến 15 giây chia đều cho 8 thì các anh em sẽ tính được cái kết quả của nó. 15 chia đều cho 8 thì cái số kết quả của nó là bao nhiêu, thì cái khoảng cách để bật tắt từng kênh một nó sẽ như vậy. Và em xin khép lại video ở đây. Cảm ơn các anh em. Video hướng dẫn thì các anh em có thể tự lập trình khi mà các anh em sở hữu cho mình cái quản lý nguồn thông minh của WeWork mà bên chúng em phân phối ra. Nếu các em muốn tìm hiểu thêm thì cứ liên hệ trực tiếp em qua số hotline của công ty, đó là 0963889192 và 0965503357. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.